Họ đâu có nghĩ là vợ con là làm ơn cho ông đâu. Nhưng mà theo chị nghĩ ông Vũ, ông Ký dạy là đúng. Bởi vì người vợ với con là người cận kề với mình nhất. Mà đi tố giác mình vậy thì làm ra điều mà xảy ra là mình là nói mình không có được. Dạ. Yeah. Thế anh phải ký đâu, nếu chị trường hợp chị cũng phải ký mình, cũng phải ký chứ cùng đường mua để mình ôn hả? Người thân của mình mà đi tố giác mình vậy thì còn có đường mua để em ôn. Yeah. Đúng không? Những người mà nằm lờm ở trong sở tư pháp hay là những người có thông dụng, họ nằm trên thần vậy họ vẫn ký ra. Còn đường mua để em thoát được nữa, đúng không? Dạ. Yeah. Tại vì... em thì không biết nó như thế nào, nhưng mà cái vụ việc giống như mà gia đình là một cái người thân, là một cái những cái chỗ dựa vững chắc cho mình, nhưng mà không có ai muốn mình giống như mà không có ai mình muốn mình quay về như vậy thì cũng đâu có còn ý nghĩa nào nữa, nên phải giống như mà nhấc tay mà ký vào cái bản án. Thì đó thì chỉ nói là cái đường bằng cùng đó, ông biết mà không có đó, nhưng cái bằng cùng ông có thế bằng cùng ông rồi đó. Dạ. Yeah. Chỗ dựa tinh thần là cái bờ vai, chỗ dựa tinh thần mà như vậy là họ đi đem bên chờ chị nói em có mười lá đăng của ông mới thổ đi ăn nữa, nói à con mình on cho con, họ vẫn điều tra bởi vì ổng là ký rồi, em hiểu không? Dạ. Yeah. Sai là trong cái tư tưởng của ổng là chịu on đó, nhưng mà họ nghĩ là ngông nào và gia đình vợ con là bờ vai vững chắc để nương tựa với nhau, mà chờ họ phơi bà mình vợ thì còn đường mua để em mình on hả, đúng không? Dạ. Yeah. Không còn đường mua mà để em thoát được hết chứ. Em không có, nhưng mà ở trong cái pháp luật họ sẽ nói là gia đình là cái nơi nương tựa, cái nơi bờ vai để ông tựa, mà đi tố cáo vậy mà ông còn chối cỡ với chi nữa, đúng không? Ông có tỉnh ông vẫn ký, đó là cái con đường mà ông tìm để ông giải thoát cho cuộc đời ông đó. Yeah. Chị nói thiệt luôn, em hiểu không? Yeah. Cái vậy giống nói cho là bởi vì theo cái những cái mà sự hiểu biết và cái suy luận, những người mà uống rượu mà uống mềm mà chị nói em họ không biết mà có gì, không biết mà có chê chứ đừng nói đi đồng đi hiếp dâm cho con, mà trong khi là con gái là đã quen đã tiếp xúc với người này người nọ rồi, mà trong cái tờ khai con đó là chủng chưa, nay từ từ họ thì sẽ điều tra, nhưng mà chị nói em nè, sau khi cái vụ điều tra này rồi nhưng mà không phải là tay một tháng kia mới cho ông tại ngoại được, nếu gia đình là có điều kiện. Dạ. Hiểu không? À, cộng đồng mạng có tiền thì cái sự việc này đang trong vòng là cỡ 38 ngày thì mình xin tại ngoại để điều tra, em hiểu không? À. Chứ bây giờ mà dâm ổng vậy rất tội, nếu mình có tiền mà còn đồng bọn mà có chỗ chạy thì xin nhắm đi tại ngoại là trong vòng 35 ngày. Yeah. Mới tại ngoại để họ điều tra, em hiểu không? Chứ yeah. Sự việc như là mình không có tiền á, với lại mình không có chỗ mà phải dâm ổng tới 2 tháng thôi, mà 2 tháng cho ông đi ông nổi đâu. Dạ, thì ở địa phương ngay mỏ Cà Nam ở đây thì cũng có rất là nhiều bà con cô bác là cũng đồng lòng muốn bây giờ mặc dù là đã ký vô cái bản án giống như biên bản rồi, thì bên cạnh đó thì bà con ở đây là muốn giống như nhờ một cái gom tiền mỗi người một ít để mướn một cái vị luật sư nào đó có dạ biết lực pháp thì có thể tại ngoại em biết, tại ngoại là có nghĩa là trong thời gian là 2 tháng để điều tra sự việc là xảy ra là 2 tháng điều tra, nhưng mà mình tại ngoại là 30, từ cái vòng 38 ngày trở tới là họ cho mình tại ngoại, cho 35 ngày là họ vẫn không cho tại ngoại, mà nửa tháng họ cũng không cho tại ngoại, một tháng cũng không cho tại ngoại. Yeah. Tại ngoại với 80 ngày để lên là em xin tại ngoại để được điều tra, em hiểu không? Đó. Yeah. Thế thì... còn chị nói thì theo cái mà chị nhìn nhận và cái chị hiểu biết á, nói về pháp luật á, là theo chị biết là nếu như ông đây mà ông mà cho mỏng con đó là vậy, em tin rằng là ổng sau khi thả ông ra ông đi không được đâu. Bởi vì những người mà uống nè, họ nghiện rượu, mà những người nghiện rượu á là khi vô trong đó là họ không có rượu giống như nghiện, rồi là cơ thể họ đã ra thấy là ổng đi không được rồi luôn. Em tin bữa nay mà nếu mà do ổng còn do đó, bữa nay giống nó đưa ra mà xin thăm ổng là ổng đi không được. Dạ. Yeah. Bởi nếu mà em đồ với cả những đứa mà làm YouTuber á, kệ nói gì dùng sao nữa, khi em làm YouTuber đầu tiên của em phải có tâm và có tầm nữa. Dạ. Để giúp cho mọi người như vậy. Còn riêng bà nó, nếu mà chị nói, nếu bà nó thì bà đền thường danh dự cho ông đi rất nhiều, và bà là người thay đi ở tù cho ông đây đó. Yeah. Em hiểu không? Dạ. Yeah, yeah. Mình như chị thì theo cách nhìn nhận của chị, bà này bà trơ trẻo lắm. Bởi vì ông đây là một gánh nặng cho bà. Bà muốn bước thêm bước nữa, bà làm để cho ông đi vô trong đó rồi bà mới tự do tự tội là bước thêm bước nữa. Tuy là có ổng đó, có ổng ở ngoài đó, bà vẫn đã bước rồi.
đó không, bà đâu qua, bước qua cuộc đời rồi, nhưng mà ổng vô tù là bà còn dễ hơn nữa, cái này không? Dạ, nên bà lòm ra một cái vấn bà như thế này đây, để đưa ổng vô tù bà mới đi lấy ông này được chứ. Dạ. Chứ chị nghe đi hỏi, biết bao nhiêu những thứ YouTuber hỏi là bà cũng ưng ông này, ông kia tùm lum mà. À. Mới lệ bữa hôm mà cái chị bắn cái chị đâu chị nói thì họ tới thở, bà thở là mẹ nói mà biểu lòm mà. Thì đương nhiên vậy nghĩ sự việc này là dựng lên, bởi dựng lên mà kéo tới dựng lên có ông mà bồ của bà này tham gia này chứ không có riêng bà này ra không. Dạ, tại vì cái đó thì bên phía giống như mà pháp luật thì người ta mới có thẩm quyền mới có biết được, còn cái giống như mình ở bên ngoài thì giống như mình cũng có biết phần nào nhưng mình đúng cũng không có. Cái này mình suy đoán mà, chị suy đoán chỉ là suy đoán thôi. Dạ, mình suy đoán là nếu mà có sẽ có một bàn tay khác vào để giúp ông riêng chi bà nơi đâu, cái âm mưu là chủ âm mưu là do nơi khác nữa ở ngoài nữa chứ không phải là do bà nơi đâu, do những bên khía cạnh là bên bồ và ở nơi nữa. Dạ, với có mặt theo đó cho phải, em thấy như cái ngày mà nó thảo nó bị dựng lên liền ngày thứ hai liền, nó thấy ngày thứ ba thứ tư gì đó. Với ở đây thì bà con cô bác thì ai cũng biết, giống như mà chú Vũ á thì cũng đã bệnh trong người là cũng khá là nặng, nhưng mà cho dù sự sống của chú Dũng á là cho dù là chỉ là một tuần hay là một tháng hay là vài tháng, nhưng mà thì cô bác muốn là cái sự thật là nó được phơi bày ra ánh sáng, để giống như mà nếu mà sự thật đúng như có tội á thì để pháp luật trừng trị, mà nếu không có thì đem lại cái sự mà công bằng với mà sẽ trả là cái sự tự do, chứ mà không có bị mà tai tiếng để mọi người mà nghĩ hiểu lầm về chú Vũ á chị. Đúng rồi, nhưng mà theo chị nghĩ với ông, ví dụ mà thực sự bà nếu bà bước thêm bước nữa thì bà đã bước rồi mà bà cho chị cái chiêu trò như vậy là mất đi đạo đức, chị nói thiệt luôn. Em thấy như ví dụ bà ông nếu mà người họ lại cho chồng nè, nếu cái bản án đó là bà tự dựng lên, bây giờ dừng gọi là bản án đi, cái bản án đó bà tự dựng, nếu bà không tự dựng thì không bao giờ bà đốc có quần của ông chồng mà, chị nói thiệt luôn. Yeah. Nghe nói là thứ nhất là thứ nhì lão đem bà đốc áo quần hết mà. Như vậy bà còn đạo đức mà nữa, bà không còn chút tình thương với ông này nữa hết. À, bà mới làm vậy. Yeah. Chị nói thiệt luôn. Chứ còn người ta là phải biết một là tha thứ. Thứ nhất là nếu như ông có làm vậy thì ông ở nằm ở trong cái tình trạng là ông sai. Đó là rượu, chứ không phải ông. Yeah. Đúng không? Yeah. Nếu về điện giả sử xảy ra, nếu hy hữu là xảy ra có thật thì có nghĩa là rượu biểu ổng chứ không phải bản chất ổng là vậy, đúng không? Yeah. Thì mình phải tìm cách như thế nào, đúng không? Bởi vì cái này là rượu chứ không phải bản chất ổng thì mới lây án được. Chứ ở những vụ thường ngày mà ổng bắt con này để đi làm tình làm tứ cho ổng, vì em hỏi ổng nhìn người cũng ổng chưa bao giờ quèo gặp một ai. À, cũng chính vì bà nên ngoại tình mà ổng buồn ổng uống rượu. Chị nói thiệt luôn. Yeah. Còn ông mà họ xa vô cái bia thì chị không nói rồi, nhưng mà cái rượu mà nó ngày mà có uống ngày uống hai ba chở thì có nghĩa là họ mượn cái rượu để quay lại sự đời, mà nhất là sự đời, sự tình của mình, cuộc tình của mình đó. Thì người đàn bà làm cho người đàn ông chán nản nhất là họ chỉ mượn rượu thôi. Dạ, với em khi mà hỏi cô bác á thì cô bác nói là lúc trước thì thật chất là nói chung á đàn ông thì cũng có một hai ba ly rượu để mà để tâm sự cùng anh em, thì cái đó là cũng chính xác, nhưng mà khi mà từ lúc lập gia đình á thì chú Vũ bắt đầu mới nhậu rất là nhiều, không biết gì cái lý do nào, gần như là để quên đi cái nỗi buồn hay là cuộc sống khó khăn gì đó. Đó thì uống rất là nhiều, và tới ngày hôm nay thì xảy ra một cái cớ sự là đáng tiếc mà không có ai mà mong muốn. Bởi đó chị mới nghi ngờ, chị nói là ông ấy ông mượn rượu để ông chấm dứt một cuộc tình trong trái tim của ông, chứ không phải ông mượn rượu mà sự đời với ông, em hiểu không? Yeah. Ông mượn rượu để cho ông chấm dứt một cuộc tình trong trái tim ông, chứ không phải ông buồn vì sự đời, em hiểu không? Yeah, ví dụ người gia đình của ông, với gia đình bị mẹ ông hoặc là gia đình bị xã hội thì không phải ông phải uống rượu như vậy. Chỉ có mượn rượu để chấm dứt một cuộc tình trong trái tim một người đàn ông là như vậy thôi. Yeah. Em thấy phần đông ai cũng thế, đàn ông mà uống rượu bê tha biết quá là chỉ có bị vợ mình, thứ nhất là phổi bị vợ mình ngoại tình, hay là vợ mình có con cái gì đó họ mới uống như vậy thôi. Còn rượu bia thì ai không uống, em hiểu không? Yeah. Nhưng mà theo ông này bế tắc là ông vì cái chuyện mà bà này là thứ nhất là bỏ bê và không đối xử gì với ông, không coi ông là người chồng, nhưng mà trong cái tim của bà này không có ông, nên cuối cùng ông trở thành bế tắc. Họ phải điều tra từ đầu đến cuối đuôi. Mà nếu mà sự việc mà xảy ra như vậy, nếu con người ta mà biết á, chị nói nếu người ta mà biết á, bởi vì bà này là chờ lục đẩy rèo, em hiểu không? Dạ. Yeah.
có được cái chuyện mà con bé nó, đương nhiên con bé nó cũng bị họ có sầm sỡ rồi, nhưng mà theo chị nghĩ cái việc sầm sỡ đó của người tình của con đi, em hiểu chứ không phải ông đó đâu. Dạ. Nếu thì đúng. Dạ. Cái đầu tiên của ông này, ít nhất ông đứng làm cho tôi không có, đúng không? Dạ. Nên chị nghe nói cho là khi họ tới là ông đứng làm ký liền, thì trong khi cái lúc tỉnh của ông gọi là gia đình là niềm tin, gia đình là một vai để nâng trị lẫn nhau mà. Chứ ổng chỉ, cuộc đời ổng chỉ có vợ và con, đúng không? Dạ. Chị nói trong cái tổ hốt của mình là chủ nghĩa, chữ tình chỉ nó khác nhau. Nhưng mà chủ nghĩa và chữ tình nó rất nặng. Vợ chồng nó rất nặng hơn cái chữ hiếu của cha mẹ, chị nói thật sự luôn. Cha mẹ thì có thể đôi lúc là người ta họ vì chữ bất hiếu như họ theo vợ, hoặc có lẽ bất hiếu họ theo chồng. Nhưng mà chữ tổng nhất là chữ nghĩa và chữ tình, bởi vì chữ nghĩa chữ tình là ông này cũng không còn cái niềm tin gì của bà này với lại đứa con này, nên cuối cùng ông chấp nhận đấy. Dạ. Và nếu những người mà họ điều tra, trong pháp luật họ điều tra, nếu ông nó không có mà tại rằng con ông và vợ ông đứng ra, ví dụ một trong hai người, người nói có, người kia không có thì quả mai, em hiểu không? Nhưng mà vở kịch này là bà này bà bắt con này vỡ lòng theo bà. Thì trong gia đình ba người mà hai người đã theo là một người rồi, theo ấy là nó ông sầm sỡ rồi, thì ra đường mua ông chạy tội nữa. Nên cuối cùng ông phải đành chấp nhận ký. Em hiểu không? Còn cứ sự việc điều tra ký đó là chấp tuân thủ theo pháp luật thôi, còn ký đó họ còn điều tra này chứ không ký để ông nhận tội đâu. Yeah. Ký như vậy để ông họ điều tra nữa, họ có cuộc điều tra chứ không phải cái chi mà nghe một ký mà đưa ra mức án rồi em không có, họ phải điều tra để đưa ra mức án. Nên cái chuyện này yên tâm, sự việc có hay không là biết liền. Dạ, rồi hồi nãy giờ thì cũng đã tâm sự với chị rất là nhiều, thì bây giờ thì cũng giống như mà cuối cái cuộc trò chuyện á, thì chị có muốn nói hay là gửi một cái lời nào đó đến chú Vũ và tất cả những cô bác và những anh chị em đã quan tâm chú Vũ một cái hoàn cảnh đó trong ngày, trong một thời gian mà chấn động vừa qua không chị? Chị bây giờ cái câu nói bây giờ của chị nè, chị em có ghi âm em bây giờ nè, trong thời gian bắt đầu bây giờ em ghi âm em đưa lên mạng vẫn được, nhưng mà trước thì có nghĩa là đâu lúc chị nói mình không suy đoán được, vì mình thương quá mình nói có những cái mình động tới người khác may em không thể ghi âm được. Nhưng mà ít thể bây giờ thì chị đang ghi âm như này, bởi vì chị coi cái clip mẹ đưa lên em gặp bà mẹ của anh Vũ á, chị mới thực sự chị ngầu mà tự nhiên chị nhìn lên cái khuôn mặt và nhìn trên cái đôi mắt của bà, chị ngồi chị chảy nước mắt, chị nói thật sự. Bởi vì khi mẹ mổ là bà có biết anh Vũ đi mua không? Dạ, thôi để em lưu số lại, có gì em điện chị lại sau nha.